Ba đã được dân làng hân hoan chào đón một cách nhiệt tình. Giọng hát mộc từ bạn Ý Nhi đã lôi cuốn, dễ đi vào lòng người. Trong buổi hội làng, dân làng K3 còn được chứng kiến background vô cùng đặc biệt mà chuyên gia Minh Hảo chia sẻ có trị giá tới hàng trăm triệu đồng. Sau zoom nhỏ theo xóm 40 phút để chọn ra tác phẩm trình làng, xóm 1 đã khiến chuyên gia Minh Hảo phải thốt lên. Chúng ta làm văn hóa đọc phải như vậy, phải nhiều, sâu và lâu. Mỗi người làm một việc, 10 gia đình làm 10 việc, một xóm làm nhiều việc, cộng hưởng thành phong trào văn hóa đọc. Xóm 3, cùng nhau tư duy hợp tác để tạo ra quả ngọt, thể hiện rất rõ tư duy tác phẩm ở đây. Xóm 4, với video nội dung rất dễ thương và đáng yêu, đại diện xóm 4 là cô Vinh Hương đã chia sẻ tư duy vượt thoát. Tất cả những gì của mình cũng là của mọi người, và tất cả những gì của mọi người cũng là của mình. Xóm 2, với một bài thơ rất thực tế, chuyên gia Minh Hảo từ đó đã đúc kết được 3 điều cần phải biết, đó là sự học là sự nghiệp, tư duy tác phẩm, biến cái của mình thành mọi người. Xóm 5 là anh cả đã hạnh lắng nghe, nhường cho các em thể hiện và trình làng đầu tiên, và sau đó xóm 5 với sự chia sẻ của hộ 57. Sau mỗi buổi hội làng, chắc hẳn bà con K3 đều đúc kết cho mình những quả ngọt của hộ mình cũng như của hộ bạn, có thêm nhiều góc nhìn, kinh nghiệm để chúng ta bước tiếp trên hành trình đầy ý nghĩa này. Trong buổi talk show tối thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022, thầy Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục chia sẻ với dân làng K3 nội dung tỉnh thức trong đời sống. Sau khi chia sẻ các khái niệm về giới, định tuệ, thầy đi sâu chia sẻ cách thực tập phát triển thân tâm. Trước hết, chúng ta cần xây dựng mục đích, mục tiêu và kế hoạch hành động theo từng bước phù hợp với sức khỏe, thể chất và tâm hồn, như là ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn và sự an yên của tâm hồn. Như lý tác ý những điều mình muốn thực hiện để dẫn dắt tâm mình và năng lượng trong đời sống, không phán xét, không phàn nàn đổ lỗi, không áp đặt ý kiến của mình cho người khác, biết chấp nhận thực tại, thay đổi chính mình, thực hành thiền để giảm căng thẳng trong cuộc sống. Buổi talk show đã chia sẻ nhiều bài học ý nghĩa mà chúng ta có thể thực hành đời sống để con người chúng ta sống với giây phút hiện tại, tự mình nhận biết điều gì có ý nghĩa trong thực tế đời sống. Zoom chuyên gia sáng thứ tư, thủ lĩnh Đỗ Quang Minh đã chia sẻ những điều vô cùng sâu sắc và ý nghĩa cho bà con làng K3. Sự học là sự nghiệp, đích đến của chúng ta là sự tự học, văn hóa đọc là cánh cửa. Trong buổi Zoom chuyên gia, nội dung chính mà chúng ta nhận được là hãy biết cách tự vấn bản thân thật kỹ trước khi định làm gì. Đừng làm chỉ vì cảm xúc hưng phấn, đừng không làm chỉ vì cảm xúc chán nản. Quy luật 4 mùa cũng đã liên hệ với hệ quy chiếu bản thân và hành trình K3 để tạo hiệu quả tốt hơn. Trong quá trình đọc sách, ngoài ghi lại những ý chính, ý chạm, chúng ta còn nhiều phương pháp để ghi nhớ nội dung thông tin nhằm giúp cho các học viên có phương pháp học tập hiệu quả. Tối ngày 21 tháng 4 đã diễn ra buổi Zoom bổ trợ sơ đồ tư duy với sự chia sẻ của cô Xuân Nga và cô Anna Trịnh. Theo sự chia sẻ của các chuyên gia, sơ đồ tư duy là một phương pháp lưu trữ, sắp xếp thông tin và xác định thông tin theo thứ tự ưu tiên bằng cách sử dụng từ khóa, hình ảnh chủ đạo. Mỗi từ khóa hoặc hình ảnh chủ đạo trong sơ đồ tư duy sẽ kích hoạt những ký ức cụ thể và làm nảy sinh những suy nghĩ, ý tưởng mới. Khi học theo cách truyền thống, bạn thường có tư duy chán nản hoặc buồn ngủ bởi vì bạn đang chỉ học bằng não trái, tức là tư duy logic, còn não phải thiên về sự tưởng tượng và hình ảnh. Vì vậy, khi bạn sử dụng sơ đồ tư duy, bạn đang bắt bộ não hoạt động 100% công sức. Sơ đồ tư duy là bản đồ thông tin cho não của bạn, giúp nó hoạt động nhẹ nhàng, lưu trữ và nhớ được thông tin lâu hơn. 4 giờ 30 sáng thứ 6, ngày 22 tháng 4, thủ lĩnh Đỗ Quang Minh đã chia sẻ với ban cán sự làng K3 về 5 pháp mà trí tuệ Việt Nam đã ứng dụng, vận hành trong thời gian vừa qua. Để lan tỏa văn hóa đọc tới dân làng, định pháp mang tính định hướng, cương pháp mang tính kỷ luật, kỷ cương, tâm pháp là văn hóa trong tổ chức, hành pháp là cần thực thi, thực hành, hộ pháp là đánh giá, nhìn nhận vấn đề. Cùng với hoạt động đọc sách mỗi ngày, dân làng K3 vẫn luôn dõi theo các hoạt động của hành trình văn hóa đọc xuyên Việt. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, đội ngũ văn hóa đọc xuyên Việt đã có mặt tại trường tiểu học thị trấn Khe Tre, Thừa Thiên Huế. Ngày 21 tháng 4, đã có mặt tại trường liên cấp SAE,
phường Linh Thạnh, thành phố Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 4, có mặt tại điểm trường Xanh Tuệ Đức, Cửa Lò, Nghệ An. Trên đây là hình ảnh của các chiến binh thủ lĩnh của trí tuệ Việt Nam. Dù phải di chuyển liên tục trên những chặng đường xa và khó khăn, nhưng các chiến binh văn hóa đọc vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, tươi vui và xác quyết lan tỏa tình yêu văn hóa đọc đến khắp nơi mà mình đến. Xuyên suốt các buổi chia sẻ là khơi nguồn, truyền cảm hứng về xây dựng nếp sống đọc sách tinh hoa, giá trị, tình yêu sách cho các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Nghệ An. Qua đó, thể hiện tinh thần dũng mãnh, phát nguyện một tầm nhìn vượt thoát, kiến tạo văn hóa đọc toàn dân đọc sách tinh hoa ba gốc rễ. Tiếp theo, xin mời bà con làng K3 đến với bản tin vinh danh tuần 6. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 6 tuần của hành trình. Trong tuần qua, ban phóng viên chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều quả ngọt và sự chuyển hóa mạnh mẽ của các anh chị em. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hướng lên màn hình để cùng thưởng thức. Mỗi ngày bà con đều chờ đợi, 19 giờ tinh tinh bản tin đến, 22 giờ háo hức chờ đợi bản tin. Số lượng các hộ được vinh danh ngày càng tăng. Không biết thông qua bản tin, hộ nhà mình đã được vinh danh bao nhiêu lần. Cả làng mình hãy cùng nhìn lại và xác quyết cho 2 tuần cuối này nhé. Với sự tham dự đông đảo của các thành viên trong làng K3, ngày 21 tháng 4 vừa qua, một thư viện đã mở ra đem theo rất nhiều trí tuệ, tình yêu sách và trăn trở về văn hóa đọc của cô Đặng Mão. Ngày khai trương đã thành công rực rỡ với phương pháp chọn sách và tinh thần xuyên suốt của thư viện, hướng tới một cộng đồng yêu sách và thực hành giá trị tốt đẹp từ sách. Chúc cô Đặng Mão luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng. Tuần qua còn diễn ra tour đọc sách khám phá qua năm giác quan với sự tham gia của các thành viên hộ 10 và cuộc hội ngộ tình cờ không báo trước với team của cô Mão và một số thủ lĩnh của văn hóa đọc, thành viên văn hóa đọc K2. 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa và 49 ngày cha mẹ trưởng thành được tổ chức vào ngày 17 tháng 4. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ cho các bạn nhỏ về tình yêu với sách, niềm tự hào đối với việc đọc sách. Các con đã chia sẻ rằng qua buổi trải nghiệm này giúp các con thêm yêu đọc sách, mong muốn gặp lại các bạn lần sau để có thể kể về những cuốn sách mình yêu thích. Và các con còn cảm thấy tự hào hơn khi được giao tiếp với mọi người. Đây là một món quà vô cùng giá trị mà các cha mẹ dành cho con em mình. Không những thế, trong tuần qua, những quả ngọt của các con và các cha mẹ đã có rất là nhiều. Đọc sách không phải là một hành động giết thời gian, mà khi ta yêu thích say sưa đọc sách thì nó giống như là hoạt động một người bạn tri kỷ, giúp tâm hồn của chúng ta mở rộng, có thêm hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Ở hành trình K3, chúng ta thấy được những niềm hạnh phúc đó khi một thế hệ đang dần có tình yêu với văn hóa đọc. Thành viên các hộ còn chia sẻ cho nhau những cuốn sách tâm đắc, những cuốn sách tinh hoa và chia sẻ cách đọc sách sao cho hiệu quả. Càng về các tuần cuối thì sự gắn kết hiểu thương ngày càng sâu sắc. Bà con các hộ đã có buổi gặp gỡ không qua Zoom thật tuyệt vời. Tuần 6 vừa qua, chị Phan Thị Bình Minh, hộ 6, đã đem tình yêu sách từ nhà truyền đến trường học. Chị chăm chút tủ sách gia đình, gieo trồng cho các con tình yêu và chân quý với sách, đồng thời cũng lan tỏa tình yêu sách đến với ngôi trường mình đang giảng dạy. Việc làm ý nghĩa này của chị đã được kênh đài truyền hình đăng tải ngày 21 tháng 4. Chị cũng quan tâm đầu tư xây dựng tủ sách, góc đọc sách riêng cho con trong gia đình. Từ những việc làm đơn giản như thế, chị đã truyền đam mê và sự yêu thích với những cuốn sách cho con của mình. Với bản thân tôi thì tôi thấy việc hình thành thói quen đọc sách cho con ấy thì cực kỳ quan trọng, vì là gia đình là cái nôi mà nuôi dưỡng con hàng ngày, rèn luyện cho con hàng ngày, nên là bản thân mình là mẹ thì mình hiểu được cái tầm quan trọng đó, nên là cũng đã rèn luyện cho con được cái thói quen đọc sách hàng ngày, và các con bây giờ thì cũng đang rất là yêu thích sách. Càng ngày chúng ta càng hái lượm được nhiều trái ngọt của hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Cảm ơn các anh chị đã luôn giữ vững trong mình tình yêu với sách và lan tỏa tới mọi người. Trong tuần này, diễn ra ngày hội đọc sách 21 tháng 4. Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 đã diễn ra ngày hội đọc sách tại trường tiểu học An Lập, Sơn Động, Bắc Giang. Một không khí vui tươi, hân hoan và xúc động tràn ngập khắp ngôi trường và lan tỏa tới trái tim những người có tình yêu với văn hóa đọc. Ngày hội đọc sách cũng được hưởng ứng rất nhiều các ngôi trường,
các gia đình trên khắp cả nước và đã được dân làng K3 chia sẻ. Nhóm phóng viên của chúng tôi đã kịp thời ghi lại. Các thầy cô ở các trường đã chuẩn bị từ sớm các giá sách cùng rất nhiều những đầu sách tinh hoa cho các bạn thiếu nhi. Các em học sinh thì ngồi ngay ngắn, hân hoan, thích thú, vui mừng, xem các tiết mục văn nghệ, say sưa đọc sách. Ai cũng vui vẻ và niềm vui rực lên trên ánh mắt của những người thầy và những em học sinh vì mong muốn một thế hệ học sinh đang dần yêu sách. Nổi bật trong tuần qua là chương trình Nhà Văn Hóa Đọc. Đây là một bài tập tuần rất đặc biệt, đòi hỏi sự chu đáo và kỹ càng, cũng như những kiến thức và quả ngọt của các anh chị. Chẳng vì khó khăn mà anh chị em chúng ta lùi bước. Ngược lại, kết quả của các hộ còn thành công rực rỡ. Xin chúc mừng hộ 6, hộ 18, 19, 20, 21 với chủ đề Sử dụng trò chơi trong giảng dạy hoạt động nhóm. Hộ 22, 23, 24 với chủ đề Thắp đuốc lan tỏa văn hóa đọc. Hộ 37, 47, 48 Thắp sáng tình yêu đọc sách. Hộ 49, 54 Nhìn về dấu chân. Hộ 52, 53 Thu hút bằng giọng nói. Hộ 57 Gieo trí thức gặt tương lai. Tất cả các chương trình văn hóa đọc trên đã được các hộ dựa trên những quả ngọt thực tế của hộ mình, đưa ra những kinh nghiệm và bài học quý báu, giúp các thành viên của chúng ta trưởng thành dần lên qua mỗi lần thử thách chính mình, đem lại những giá trị thiết thực cho đời sống. Chúc mừng các hộ đã thành công rực rỡ với chương trình Nhà Văn Hóa Đọc. Bản tin Văn Hóa Đọc đã khép lại chuyên mục Chuyển động cùng K3 tuần 6. Rất nhiều những câu chuyện chuyển hóa, nhiều quả ngọt được áp dụng trong thực tế, cũng như sự sáng tạo của các anh chị em đã được bộc lộ. Ban tổ chức và nhóm phóng viên Vui Nhộn chúng tôi rất vui vì thấy thông qua hành trình này, ai cũng trưởng thành hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cuối cùng, xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi. Chúc cả làng ngày một có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tinh tấn trên hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Xin trân trọng cảm ơn.